Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Hôm nay thứ tư, ngày 20 tháng 4, chương trình có những nội dung chính sau đây. Cách thành phố Tân An khoảng 60 km, làng nổi Tân Lập thuộc địa phận huyện Mộc Hóa đang được nhiều khách du lịch chọn làm điểm dừng chân trong những ngày nắng nóng. Trong quý 1 năm 2016, Việt Nam xuất khẩu dầu thô sang Trung Quốc tăng tới hơn 250% so với cùng kỳ năm trước. Trong phần tin thế giới, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Raúl Castro đã được bầu lại vào chức vụ lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Cuba. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 4 năm 2016, đoàn kiểm tra Ủy ban bầu cử huyện Thạnh Hóa do Bí thư huyện ủy Phan Quang Nghiệp, trưởng ban chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại xã Thạnh Phước để kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đến thời điểm này, xã Thạnh Phước đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ 3 thông qua danh sách 47 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021, đảm bảo thành phần cơ cấu theo quy định. Bên cạnh đó, địa phương cũng đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri đi bầu với tổng cộng là 5.673 cử tri. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện ủy Thạnh Hóa lưu ý địa phương trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử, đặc biệt việc niêm yết danh sách người ứng cử phải được thực hiện chu đáo, đảm bảo chính xác, chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri và có kế hoạch cụ thể đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Được biết, đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử huyện Thạnh Hóa sẽ tổ chức kiểm tra thực tế ở các xã thị trấn còn lại từ nay cho đến ngày 26 tháng 4 năm 2016. Công tác kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện những sai sót để bổ sung, điều chỉnh kịp thời, trên cơ sở đó tăng cường các biện pháp lãnh chỉ đạo, đảm bảo cho cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, đạt mục tiêu yêu cầu đề ra. Tại huyện Cần Đức, công an huyện này đã triển khai kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Để tập trung chỉ đạo thống nhất công tác bảo vệ an ninh trật tự, tổ bảo vệ bầu cử huyện Cần Đức đã phân công trách nhiệm cụ thể từng thành viên, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, tội phạm hình sự, tai tệ nạn xã hội, xử lý nghiêm những trường hợp vận động bầu cử trái pháp luật và các hoạt động tuyên truyền, cổ động sai quy định, ảnh hưởng đến bầu cử. Song song đó, tổ cũng triển khai tốt các phương án kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc, phục vụ công tác bầu cử, bảo trì lưới điện xung yếu, kịp thời khắc phục những sự cố xảy ra. Bên cạnh đó, ngành y tế phân công lực lượng y bác sĩ đảm bảo trực sẵn sàng cấp cứu các trường hợp tai nạn, dịch bệnh và hiện nay đang tập trung phòng chống sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika, đảm bảo chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân. Việc bảo vệ an ninh trật tự bầu cử được thực hiện cao điểm từ nay đến ngày 5 tháng 6 năm 2016. Bí thư huyện ủy Cần Đức, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Nguyễn Chí Cường đề nghị các xã thị trấn tập trung cao, triển khai kế hoạch chặt chẽ, chu đáo, làm tốt công tác dân vận, gần dân sát dân, qua đó có sự chỉ đạo, điều hành giữ ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, không để phát sinh những vụ việc phức tạp. Từng địa bàn phải đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên và tại 146 điểm bỏ phiếu trên địa bàn huyện. Mặt trận Tổ quốc các xã phường của thành phố Tân An đang tiếp tục tổ chức hội nghị triển khai luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, luật tổ chức chính quyền địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến những nội dung cơ bản của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, luật tổ chức chính quyền địa phương. Theo đó, luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 2015. Luật gồm 10 chương 98 điều quy định về nguyên tắc bầu cử, tuổi ứng cử, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử. Luật tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội khóa 13 thông qua tại kỳ họp thứ 9 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Luật gồm 8 chương 143 điều quy định về đơn vị hành chính và tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính. Trong thời gian tới, Cục chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến nội dung
và điểm mới của luật tổ chức chính quyền địa phương, luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các ban ngành đoàn thể các xã phường của thành phố Tân An sẽ tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, bảo đảm tính chặt chẽ thống nhất, tổ chức xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các nội dung được giao trong luật tổ chức chính quyền địa phương, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An vừa tổ chức phát động thi đua chủ đề phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Nội dung thi đua là tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong lực lượng vũ trang tỉnh, quán triệt sâu sắc tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng cho cán bộ chiến sĩ, nâng cao nhận thức chính trị về ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, nắm vững các quy định về thực hiện công tác bầu cử, nêu cao trách nhiệm trong tham gia và phục vụ công tác bầu cử đúng nguyên tắc theo luật định, thực hiện tốt quy trình công tác nhân sự cán bộ quân đội tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, thực hiện nghiêm luật bầu cử và các quy định của các cấp, chuẩn bị và tổ chức bầu cử chặt chẽ, chu đáo, trật tự, an toàn, phấn đấu hoàn thành trước thời gian quy định, không để xảy ra khiếu nại tố cáo. 100% cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, gương mẫu trong thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. 100% cử tri lực lượng vũ trang tỉnh bầu đủ số lượng, tập trung cao. Tại lễ phát động, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân đạt thành tích trong đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Cùng với triển khai và thực hiện tốt phong trào thi đua, các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh còn nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Long An về việc mở đợt cao điểm tấn công tội phạm, bảo vệ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, lực lượng Công an Tân Hưng đồng loạt tổ chức ra quân mở đợt cao điểm tấn công tội phạm. Đợt ra quân mở đợt cao điểm tấn công tội phạm lần này giúp lực lượng Công an chủ động nắm tình hình, giải quyết kịp thời tình hình nổi lên, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, không để xảy ra đột biến bất ngờ, phấn đấu kiềm chế tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trên địa bàn. Ngoài ra, hoạt động lần này còn nhằm đề cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ công an từ huyện đến cơ sở trong công tác tấn công, trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Đợt cao điểm tấn công tội phạm, bảo vệ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 15 tháng 6 năm 2016. Thưa quý vị, cách thành phố Tân An khoảng 60 km về hướng Bắc, làng nổi Tân Lập thuộc địa phận huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An đang được nhiều khách du lịch trong và ngoài nước lựa chọn làm điểm dừng chân vào dịp cuối tuần hay những dịp lễ Tết. Đặc biệt, trong những ngày nắng nóng, nơi đây càng trở thành một điểm đến lý tưởng để giải nhiệt, đồng thời là một địa điểm không thể bỏ qua cho những ai mê khám phá thiên nhiên bởi nét hoang sơ nơi đây. Đến làng nổi Tân Lập, điều thú vị đầu tiên mà du khách sẽ trải qua đó là được len lỏi trong những con kênh rạch nhỏ bằng tắc ráng, một phương tiện di chuyển đặc trưng và thông dụng của vùng miền sông nước. Và nơi đặc biệt thu hút du khách chính là con đường xuyên rừng tràm xanh mướt dài nhất Việt Nam này. Đây là con đường làm bằng bê tông len lỏi xuyên qua cánh rừng tràm với nhiều nhánh rẽ. Theo lối dẫn của con đường quanh co ấy, du khách đi hết vạt rừng này đến vạt rừng khác, chạy dài đến mức tầm mắt. Và sẽ thật thiếu sót nếu du khách không khám phá rừng tràm từ trên ngọn tháp cao gần 40 mét này. Từ đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng một dải xanh ngát khổng lồ, thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên và mùi hương tràm thơm ngát được gió gieo khắp nơi. Giữa nét hoang sơ bình dị của mình, làng nổi Tân Lập đã thu hút lượng khách du lịch đến đây ngày càng đông, nhất là các bạn trẻ. Nó chọn được là tỉnh Long An. Thứ nhất là tại vì hiện đang học ở Sài Gòn nên là nó gần và có thể đi phượt thoải mái. Với lại cũng có một vài địa điểm gọi là nó mang nét đậm nét văn hóa, như là về văn hóa sông nước, văn hóa ẩm thực và cả văn hóa những nét văn hóa cổ xưa như là di tích Ốc Eo chẳng hạn. Thì nó cũng có nhiều điều mới lạ. Với lại có nó khác hơn, nói chung là đậm chất miền Tây và rất là khác Sài Gòn rất là nhiều. Dạ, nói chung là cũng gần giống như quê em là ở Cà Mau.
Khu du lịch làng nổi Tân Lập được xây dựng trên khu bảo tồn rộng hơn 135 hectare và khoảng 500 hectare giường đệm. Vào mùa nước nổi, đồng ruộng xung quanh ngập chìm trong nước. Đứng trên cao nhìn xuống, làng nổi Tân Lập như chiếc bè xanh khổng lồ nổi bồng bềnh trên mặt nước. Ngoài rừng tràm, đi tắt ráng, xuôi dòng theo rạch rừng. Du khách còn có thể ngắm nhìn những trảng sen, súng, thì nhào khoe hương sắc. Đây chính là lúc mà ai cũng muốn tranh thủ ghi lại những hình ảnh đẹp làm kỷ niệm về một chuyến đi đáng nhớ. Cùng với một số người bạn em ở ngoài Biên Hòa á chị, là tụi em thức từ hồi sáng sớm và đi ra khoảng tầm trưa mới tới đây. Có chung là cũng xem qua mạng xã hội Facebook, Zalo, nói chung là rất là nhiều bài xe trên mạng đăng thì cũng hấp dẫn, mấy cũng đẹp nên tụi em tới đây. Nếu như mà sống ở ngoài thành thị, cuộc sống mà đô thị nhộn nhịp quá thì ở đây nói chung là rất là thoải mái, tại vì là toàn cây xanh, nước với lại rất là thiên nhiên, thoải mái đó mà. Nếu mà lần sau thì có thể tới, sẽ tới rất là đông hơn và chơi lâu hơn. Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ đầu năm 2016 cho đến nay, khu du lịch làng nổi Tân Lập đã thu hút trên 2.000 du khách đến tham quan dã ngoại. Tuy nhiên, làng nổi Tân Lập vẫn chưa phát huy hết tiềm năng và thế mạnh. Điều này đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa người trực tiếp làm việc tại khu du lịch và các ban ngành, doanh nghiệp trong đầu tư, khai thác tiềm năng lợi thế, đồng thời phải bảo vệ sự đa dạng phong phú của hệ sinh thái động thực vật tự nhiên nơi đây. Ngoài cái việc phong cảnh thiên nhiên, nước, cây ở đây thì mình không bàn tới rồi, tại vì nó đẹp rồi, nhưng mà dịch vụ ở đây thì em nghĩ là chưa có được ổn định lắm, tại vì hầu như không có bất kỳ một dịch vụ nào hết. Sản phẩm du lịch đặc thù của Long An đó là du lịch sinh thái Đồng Tháp 10, mà trong đó cái khu văn hóa đa năng ngoài công lập làng nổi Tân Lập là một cái điểm nhấn, cùng với cái khu đất cặp nước láng sen và cái khu trung tâm bảo tồn dược liệu Đồng Tháp 10 kết nối với nhau thành một cái chuỗi du lịch sinh thái vùng Đồng Tháp 10. Thì hiện nay đó thì các nhà đầu tư cũng đã rất là quan tâm, thì ngoài cái hiện nay đầu tư cái hạ tầng thì còn lại cái các cái dịch vụ, thí dụ như là nhà nghỉ, thứ hai là cái dịch vụ ăn uống, bán quà lưu niệm hay là cái câu cá giải trí vân vân. Cái phần đó thì do các nhà đầu tư sẽ tiếp tục làm trên cơ sở là cái quy hoạch của cái khu văn hóa đa năng ngoài công lập đã được phê duyệt, trên cơ sở có điều chỉnh cho nó hợp lý. Hy vọng tương lai không xa, khu du lịch làng nổi Tân Lập sẽ vươn lên trở thành khu du lịch sinh thái ấn tượng và là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam. Tiếp tục phần tin an ninh trật tự, an toàn giao thông. Tin từ Phòng Tham mưu Công an tỉnh hôm nay cho biết, hai vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra trên địa bàn huyện Đức Hòa và thành phố Tân An làm chết một người, bị thương một người, hỏng hai xe mô tô. Lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát xử lý 253 trường hợp vi phạm, phạt 283 triệu đồng, tước 32 giấy phép lái xe. Tập trung đưa ra các sáng kiến và cơ chế hợp tác, lấy con người làm trung tâm và mang lợi ích thiết thực cho người dân, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của ASEM là những nội dung chính được thảo luận tại hội nghị tăng cường quan hệ đối tác Á-Âu toàn diện trong thế kỷ 21 diễn ra sáng nay. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tham dự hội nghị. Diễn đàn hợp tác Á-Âu, gọi tắt là ASEM, được thành lập vào tháng 3 năm 1996. Sau 20 năm hình thành và phát triển, ASEM khẳng định vị thế là diễn đàn đối thoại và hợp tác quan trọng và có quy mô lớn nhất giữa châu Á và châu Âu, thúc đẩy xu thế hợp tác liên kết khu vực và quốc tế. Chặng đường hai thập kỷ phát triển vừa qua đã khẳng định vai trò và đóng góp ngày càng thiết thực của ASEM vào việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, tăng cường hợp tác và kết nối hai châu lục. Đối với Việt Nam, hợp tác ASEM luôn có ý nghĩa quan trọng trong công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng. 14 trong 16 hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết hoặc đang đàm phán với các đối tác ASEM đưa Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu và mạng lưới liên kết kinh tế rộng lớn với 60 đối tác, trong đó có 47 thành viên ASEM. Trong thành viên ASEM, 53 thành viên thì 47 là các đối tác của các FTA của chúng ta. Như vậy, cái thị trường mở cửa của
của họ đối với ta rất là rộng lớn. Cái cơ hội hàng hóa cho doanh nghiệp ta làm ăn rất lớn, và cơ hội cho người dân đi học tập rất là lớn ở các nước này, và cơ hội để cho người dân chúng ta có lựa chọn hàng hóa chất lượng tốt hơn, giá cả tốt hơn rất là nhiều từ tất cả các nước. Thời gian qua, Việt Nam đã là thành viên tích cực tại Diễn đàn Hợp tác Á-Âu ASEM với rất nhiều sáng kiến nhằm thúc đẩy sự hợp tác nhiều mặt giữa hai châu lục. Việt Nam đã cùng các thành viên ASEAN thúc đẩy các hiệp định đối tác và hợp tác với Liên minh châu Âu hướng tới quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-EU, thúc đẩy đàm phán hiệp định thương mại tự do ASEAN-EU. Hội nghị cấp cao ASEM lần thứ 11 ở Mông Cổ vào tháng 7 tới đây, chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam, học hỏi kinh nghiệm từ Việt Nam để tổ chức thành công hội nghị, góp phần tăng cường hợp tác và kết nối giữa hai châu lục quan trọng này. Bước vào thập niên thứ hai của thế kỷ 21, hướng tới một cộng đồng ASEAN đáp ứng tốt hơn sự mong đợi của nhân dân hai châu lục. Hội nghị lần này chính là dịp để đại biểu các nước Á-Âu đưa ra các sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ASEAN như hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu, đào tạo nguồn nhân lực trẻ, giáo dục, lao động, du lịch, cứu hộ cứu nạn, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Hội nghị cũng đưa ra các biện pháp giúp Việt Nam triển khai để nâng cao hiệu quả đóng góp của Việt Nam trong ASEAN. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, Trung Quốc trở thành thị trường lớn nhất nhập khẩu dầu thô của Việt Nam trong quý 1 năm 2016. Cụ thể, lượng xuất khẩu dầu thô sang Trung Quốc là 1,2 triệu tấn, đạt 323 triệu đô la Mỹ, tăng 253% về lượng, trên 130% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, Trung Quốc trở thành thị trường lớn nhất nhập khẩu dầu thô của Việt Nam. Trong khi đó, tổng lượng dầu thô xuất khẩu của Việt Nam trong quý 1 năm 2016 với khoảng 1,82 triệu tấn, giảm 17,4%, và kim ngạch đạt 498 triệu đô la Mỹ, giảm 47,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung xuất khẩu dầu thô quý 1 giảm 446 triệu đô la Mỹ. Theo Bộ Tài chính, hoạt động xuất khẩu dầu thô của Việt Nam đã chịu ảnh hưởng rất lớn khi mà giá dầu thế giới giảm sâu trong những năm vừa qua, đã tác động lớn đến ngân sách nhà nước. Chiều ngày 15 tháng 4 năm 2016 vừa qua, công ty Li Âu Thái với nhãn hàng phân bón hữu cơ Li Âu Thái Sư Tử Thái đã tiến hành trao hỗ trợ nông nghiệp cho bà con nông dân bị thiệt hại mất mùa vì hạn mặn ở huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Đây là một hoạt động ý nghĩa thiết thực được công ty Li Âu Thái thực hiện nhằm kịp thời hỗ trợ, chia sẻ với bà con nông dân trong đợt nhiễm mặn, hạn hán lịch sử do biến đổi khí hậu đang hoành hành ở tỉnh Bến Tre nói riêng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Tại đây, 87 hộ nông dân trồng lúa ở huyện Ba Tri, Bến Tre đã nhận được hỗ trợ từ công ty Li Âu Thái với tổng số tiền lên đến 260 triệu dựa vào số diện tích trồng lúa bị thiệt hại do hạn mặn vụ vừa qua. Được biết, hoạt động trao hỗ trợ nông nghiệp cho bà con nông dân không may bị mất mùa do thiên tai hạn hán sâu bệnh đã được công ty Li Âu Thái duy trì nhiều năm nay với số tiền gần 10 tỷ đồng. Hoạt động này của công ty đã nhận được sự ủng hộ của bà con nông dân ở Bến Tre và nhiều tỉnh thành ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.